Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thu Hương, mình 22 tuổi và mình đến từ Hà Nội. Hiện mình đang là một nhà phân phối của công ty Amway và là một người mẫu ảnh, một makeup artist tại Hà Nội. Mình biết đến công việc kinh doanh Amway từ năm 19 tuổi, từ những ấn tượng về các sản phẩm của Artistry mà mình đã quyết định lựa chọn dòng sản phẩm Artistry để kinh doanh chính và xây dựng thương hiệu cho cá nhân. Đầu tiên, là khách hàng của mình là những người thân, bạn bè, dần dần có nhiều người tìm đến mình hơn để được nghe tư vấn về cách chăm sóc da cũng như makeup và sử dụng sản phẩm. Thông qua môi trường kinh doanh Amway, mình đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về làm đẹp và ngày càng yêu thích dòng sản phẩm Artistry hơn. Điều đó đã giúp mình dần dần trở thành một người kinh doanh chuyên nghiệp. Nói về phong cách trang điểm thì mình có thể makeup được tất cả các concept như nhẹ nhàng dễ thương, tê tê sang chảnh, mạnh mẽ cá tính hay sắc sảo quyến rũ. Nhưng vì là một bạn trẻ với tính cách khá năng động nên mình hay thích makeup theo xu hướng nổi bật và ấn tượng, có những chi tiết làm điểm nhấn trên khuôn mặt sao cho thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Và bên cạnh đó thì việc phối trang phục cũng rất quan trọng để có thể phù hợp với phong cách trang điểm cũng như cái nhìn thời trang cho từng concept mà mình đã lựa chọn. Vì có thể makeup được rất là nhiều cá tính khác nhau nên phong cách thời trang của mình cũng rất đa dạng. Thường ngày mình sẽ chọn những style trẻ trung, năng động, hiện đại, phù hợp với lứa tuổi để dễ cho công việc hoạt động liên tục. Còn đối với những sự kiện hay party thì mình sẽ mặc những bộ đồ sang trọng hơn để phù hợp với hoàn cảnh. Khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật càng lâu thì yêu cầu đòi hỏi về việc xây dựng hình ảnh của mình trên các trang mạng xã hội lại càng cao hơn. Mình rất chăm chút cho từng bài đăng trên trang Facebook cá nhân cũng như Insta để có thể truyền tải được những thông điệp hữu ích và tích cực đến bạn đọc. Chính vì thế mà mình hoạt động trên mạng xã hội khá tích cực. Tất cả những concept mình đi chụp hình hay đi làm mẫu, những cách và kỹ năng trang điểm, những kỹ thuật skincare chăm sóc da mình đều chia sẻ lên trang cá nhân để mọi người có thể cùng nhau trao đổi và học hỏi. Mỗi ngày mình sẽ đăng ít nhất một status với lượng tương tác trung bình từ 200 đến 300 like trên một bài viết, cùng với những video lên đến hàng trăm, hàng nghìn lượt view. Và khi biết đến cuộc thi Bassinetta thì mình đã vô cùng hào hứng. Mình cảm thấy rằng đây là một cuộc thi rất phù hợp với mình mà mình đã chờ đợi bao lâu nay. Nhờ việc quyết tâm tham gia cuộc thi mà mình đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được đủ các điều kiện đầu vào và nỗ lực hơn ở các vòng trong. Nếu trở thành một Bassinetta của Artistry Việt Nam thì chắc chắn mình sẽ tích cực lan tỏa niềm đam mê Artistry trên mạng xã hội hơn nữa bằng những cách như: đầu tiên, mình sẽ là người trực tiếp sử dụng và trải nghiệm sản phẩm. Tiếp đó, vận dụng những kỹ năng và kiến thức của mình để sản xuất ra những hình ảnh và video chất lượng, chia sẻ dòng sản phẩm Artistry, hướng dẫn cách skincare, makeup theo nhiều phong cách khác nhau lên mạng xã hội. Mình sẽ liên tục cập nhật các xu hướng thời trang không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế để có thể chăm chút cho bản thân mình hơn và cũng như chia sẻ cho mọi người xung quanh. Và điều mình mong muốn nhất chính là cố gắng hoàn thiện bản thân, xây dựng hình ảnh của mình trở thành một KOL hay beauty blogger có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để có thể lan tỏa dòng sản phẩm Artistry đến cộng đồng mạng một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là các bạn trẻ và phái đẹp. Mình rất vui vì đã được hợp tác cùng công ty Amway cũng như thương hiệu Artistry để được phân phối những dòng sản phẩm chất lượng nhất ra ngoài thị trường. Mình hy vọng sẽ được học hỏi và cống hiến nhiều hơn nữa với nhãn hàng Artistry. Xin cảm ơn.